Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử bị cáo Mạc Bình Hưng và 20 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Từ lời trình báo bị lừa mất 20 tỷ đồng, cơ quan điều tra phát hiện đường dây tội phạm quốc tế GBN, trong đó có nhóm chuyên rửa tiền tại Việt Nam qua cổng trung gian thanh toán. Theo hồ sơ vụ án, khoảng cuối tháng 8 năm 2022, chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1985, ở Hà Nội, vào mạng xã hội Facebook thì thấy một tài khoản đăng tin tuyển kế toán online, công việc là nhập số liệu cho công ty kế toán Alpha nên đã liên hệ gửi thông tin để xin việc. Sau đó một phụ nữ liên hệ hướng dẫn chị L truy cập một website để đăng ký tài khoản. Đăng ký xong, chị L được cấp ID để làm nhiệm vụ. Công việc chính là nhập số liệu những đơn hàng bị thiếu hoặc bị nhập sai số tiền của đơn hàng mà công ty cần sửa. Mỗi ngày, cộng tác viên sẽ nhận được từ 3 đến 10 đơn hàng theo các khung giờ cố định. Sau đó, một đối tượng đã liên hệ với chị L qua ứng dụng Telegram hướng dẫn giới thiệu yêu cầu chị L nạp tiền, thực hiện công việc, nhận tiền hoa hồng. Ban đầu, các đối tượng yêu cầu chuyển số tiền nhỏ và được nhận hoa hồng. Sau đó, nạn nhân bị đưa vào nhóm nhận nhiệm vụ cao hơn, số tiền yêu cầu chuyển khoản cao hơn. Các đối tượng nại ra nhiều lý do khác nhau để yêu cầu chị L chuyển khoản thêm tiền. Cố để lấy lại được tiền, trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 8 đến 30 tháng 8 năm 2022, chị L đã 24 lần chuyển tiền đến 15 tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Cuối cùng vẫn không rút được tiền, chị L nhận ra mình bị lừa và đến Công an thành phố Hà Nội trình báo. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an phát hiện các tài khoản ngân hàng của chị L được chỉ định chuyển tiền đến do bộ phận 777 Pay do thuộc tổ chức tội phạm GBN quản lý. Công ty GBN là một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian. Công ty đặt trụ sở tại tòa nhà Star City tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia. Bộ phận 777 Pay chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam do đối tượng Tan Yibao, sinh năm 1986, quốc tịch Trung Quốc, làm quản lý. Bộ phận 777 Pay hoạt động dịch vụ rửa tiền bằng phương thức thành lập cổng trung gian thanh toán VNPay có địa chỉ website là https://mem.777777.org để chuyển và nhận tiền nhằm chuyển đổi tiền vi phạm pháp luật thành tiền sạch. Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị L đã cấu kết thuê bộ phận 777 Pay rửa tiền. Bộ phận 777 Pay đã cung cấp các tài khoản ngân hàng để các đối tượng lừa đảo hướng dẫn chị L chuyển tiền nhằm chiếm đoạt. Từ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra bắt tạm giam bị can Mạc Bình Hưng và nhiều nhân viên khác thuộc bộ phận 777 Pay điều tra hành vi đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị L để cho các đồng nghiệp khác rửa tiền giúp nhóm lừa đảo. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng là nhân viên bộ phận 777 Pay đã cung cấp tài khoản ngân hàng để các đối tượng lừa đảo chuyển cho bị hại. Sau khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng trên xác nhận và lên điểm cho các đối tượng lừa đảo trong hệ thống VNPay. Đối với nhóm xuất tiền gồm các bị can Mạc Bình Hưng, Vũ Xuân Huy, Trắng Hiển Phấn đã rút tiền từ các tài khoản ngân hàng của bộ phận 777 Pay và chuyển đến các tài khoản ngân hàng do các đối tượng lừa đảo. Cơ quan điều tra xác định nhóm bị can này là đồng phạm giúp sức lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị L. Đối với những người nhận tiền từ tài khoản ngân hàng bộ phận 777 Pay và chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng khác để mua tiền điện tử USDT, theo công an, họ nhận thức rõ nguồn gốc tiền do phạm tội mà có. Do đó, cơ quan chức năng đã truy tố, đưa họ ra xét xử về tội rửa tiền. Tín dụng đen truyền thống với chiêu thức đòi nợ là tạt sơn, tạt chất bẩn vào nhà người vay đã giảm. Gần đây lại nổi lên tình trạng cho vay qua mạng, cho vay qua app điện thoại với thủ đoạn còn tàn khốc hơn. Thời gian gần đây, cơ quan công an đã bắt giữ nhiều đường dây cho vay qua app cầm đầu đường dây là người ngoại quốc. Điều này gây mất an toàn cho xã hội, an ninh trật tự. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá đường dây tín dụng đen do người nước ngoài cầm đầu. Trước đó, Cục Cảnh sát Hình sự phát hiện nhóm người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam thành lập các doanh nghiệp nhằm núp bóng sử dụng công nghệ cao để hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn nên xác lập chuyên án để đấu tranh. Qua điều tra, cảnh sát xác định Bugaski Timur sinh năm 1990 và Krachak Irina sinh năm 1985 cùng quốc tịch Ukraine là những người có liên quan. Mới đây khi cả hai nhập cảnh vào Việt Nam đã bị cảnh sát bắt giữ, đồng thời khám xét 4 công ty ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định đường dây tội phạm này do Roman, 38 tuổi, quốc tịch Ukraine cầm đầu. Người này kết hợp với Lê Thanh Huỳnh Cang, sinh năm 1971, ngụ tại thành phố Thủ Đức,
Nguyễn Thị Nhất Phương, sinh năm 1990, ngụ tại quận 4 cho vay qua app easycash.vn, OnCredit hoặc trên trang web oncredit.asia.com. Từ năm 2019, Roman đưa Cang 400.000 đô la Mỹ để lập các công ty tài chính cho vay. Năm ngoái, ông trùm người Ukraine tiếp tục bơm thêm 11 triệu đô la Mỹ, nguồn tiền từ công ty SCA của Singapore và ngân hàng TAS của đảo Sip. Cang và đồng phạm người Việt có nhiệm vụ xét duyệt cho các khoản vay từ 500.000 đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm do ông trùm người nước ngoài cung cấp, lãi suất từ 365% đến 2.000% mỗi năm. Nhóm này đã thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng. Đến nay, Cục Cảnh sát Hình sự đã triệu tập 63 người lên làm việc, tạm giữ 68 laptop, gần 100 chiếc điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Trước đó, vào ngày 27 tháng 6 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Maxim Zhukov, 41 tuổi, quốc tịch Nga, về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các quyết định, lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM phê chuẩn. Theo kết quả điều tra, sau thời gian dài đi sâu xác minh, củng cố hồ sơ chứng cứ, Công an TP.HCM đã từng bước làm rõ nhóm người hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, núp bóng nhiều công ty do người nước ngoài điều hành. Công an xác định, Maxim Zhukov là người đã quản lý, điều hành 6 công ty tín dụng đen, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Lộc Thọ, công ty trách nhiệm hữu hạn GoFigo, công ty Infobot, công ty Infinity, công ty Solis Lab, công ty Bảo Tín Kim Long để hoạt động cho vay lãi nặng. Các công ty này đều có chung bộ máy tổ chức nhân sự, các nhân viên làm việc chung với nhau và cùng thực hiện các hoạt động cho vay tín dụng, tiêu dùng trái quy định, núp bóng hoạt động cho vay cầm đồ trên nền tảng trực tuyến tại các trang web semo.vn, thầntàiơi.vn, câydenthần.vn. Liên quan đến vụ việc, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đã kiểm tra tòa nhà Thủy Lợi 4 trên đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, nơi đặt trụ sở các công ty trên. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện tạm giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan hành vi cho vay tín dụng, tiêu dùng trái quy định. Theo công an, hoạt động cho vay của 6 công ty này được tổ chức xuyên suốt, có phân công cụ thể vai trò của từng đối tượng là giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm, nhân viên của các công ty Phúc Lộc Thọ, Bảo Tín Kim Long, GoFigo, Infobot, Solution Lab, Infinity để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể từ quảng cáo, tìm kiếm người vay, tư vấn, hướng dẫn người vay thao tác trên các trang web cho vay trực tuyến, kiểm tra xác minh thông tin người vay, duyệt vay thu hồi nợ. Chỉ tính riêng 42 người vay, có 247 giao dịch đã hoàn tất thủ tục về mặt dân sự. Những người này đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là 183% một năm, cao nhất cho một giao dịch là 2.555% một năm, gấp từ 10 lần đến 128 lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật Dân sự, thu lợi bất chính là 442 triệu đồng. Từ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố đối với 22 người là giám đốc, một số trưởng phòng, trưởng nhóm các công ty Phúc Lộc Thọ, Bảo Tín Kim Long, GoFigo, Infobot, Infinity và nhân viên trực tiếp quản lý, vận hành hoạt động cho vay tại các trang web Semo, Thần Tài ơi, Cây Đèn Thần về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Thủ tục vay đơn giản, giải ngân nhanh chóng đã khiến cho con nợ sập bẫy tín dụng đen với lãi suất lên tới cả 1000% một năm và gây ra nhiều hệ lụy to lớn. Câu chuyện của cô gái 23 tuổi ở Đồng Nai đã gây bàng hoàng cho dư luận khi cô quyết định làm điều dại dột tại phòng ngủ của mình. Trong bức thư để lại, cô gái cho biết mình đã vay tín dụng đen qua app. Cô mắc nợ hơn 10 cái app cho vay tiền. Không có khả năng trả nợ, cô bị đe dọa liên tục nên phải đi tìm đường giải thoát. Điều tàn nhẫn là sau khi cô qua đời, mẹ của cô liên tục bị các app gọi điện khủng bố yêu cầu trả nợ. Mỗi ngày đến gần 100 cuộc điện thoại chửi bới, hù dọa, lăng mạ. Nhiều năm qua, tình trạng vay qua app đã được các cơ quan báo chí phản ánh nhiều nhưng vẫn chưa có quy định nào về việc cho vay này. Qua rà soát của lực lượng công an trên các địa phương, hiện cả nước có hơn 100 công ty hoạt động cho vay ngang hàng, tập trung chủ yếu ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hơn 40 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam trong đường dây hoạt động cho vay lãi nặng đã bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố.
Đây là đường dây cho vay lãi nặng trực tuyến lớn nhất cả nước từ trước đến nay bị triệt phá. Từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 7 năm 2023, nhóm đối tượng đã cho vay lãi nặng hơn 1 triệu người trên toàn quốc, với số tiền hơn 20.000 tỷ đồng. Quảng cáo là lãi suất 0% mỗi ngày. Bọn chúng dẫn dụ lên tới 20 ứng dụng vay tiền khác, với lãi suất trung bình trên 2.300% mỗi năm. Đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia dưới sự điều hành của 11 đối tượng cầm đầu, trong đó có 3 người nước ngoài. Cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian gồm VNPT ePay, công ty trung gian thanh toán này đã được chủ người Hàn Quốc mua lại, GPay, App Otapay và 28 địa điểm, đồng thời triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan, 2 xe ô tô, 1 xe mô tô phân khối lớn, phong tỏa giao dịch 11 bất động sản trị giá trên 70 tỷ đồng, hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác, phong tỏa 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng. Bước đầu xác định tổng số tiền mà các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 18.895 tỷ. Thu lợi bất chính số tiền là trên 8.000 tỷ đồng. Tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền là trên 5.000 tỷ đồng. Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty ma, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền, chuyển tiền trái phép qua biên giới. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu xã hội đen, gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội. Qua kết quả xác minh, xác định nhóm đối tượng trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức, gây nhiều khó khăn cho hoạt động điều tra. Thu thập chứng cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan. Ngày 20 tháng 3 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 40 bị cáo liên quan đường dây tín dụng đen cho vay lãi nặng qua các ứng dụng trên mạng xã hội với số tiền đặc biệt lớn. Theo đó, 3 bị cáo người Trung Quốc gồm Lu Wang, 37 tuổi, Li Xiaohu, 41 tuổi, U Chen Chao, 42 tuổi, cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng với tổng số tiền là hơn 20.000 tỷ đồng và 37 bị cáo người Việt với vai trò đồng phạm giúp sức. Phiên tòa dự kiến xét xử trong 3 ngày. Theo cáo trạng, năm 2018, Lu Wang, Li Xiaohu, U Chen Chao và nhiều đối tượng quốc tịch Trung Quốc khác đến Việt Nam để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua các app ứng dụng trên điện thoại di động và các đường link website do chúng tạo ra. Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng người Trung Quốc thuê người Việt Nam đứng tên thành lập hàng chục công ty ma, tuyển dụng nhân sự và tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay tiền. Chu kỳ áp dụng cho mỗi gói vay là 7 ngày với lãi suất từ 38 đến 45%, tương ứng lãi suất là từ 1.981 đến 2.346% mỗi năm. Các đối tượng sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền, sau đó chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bằng tiền ảo mua USDT trên sàn giao dịch Binance và kênh chuyển tiền bất hợp pháp. Cơ quan chức năng xác định Lu Wang là chủ mưu cầm đầu đường dây, thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng hơn 6,7 tỷ đồng. Lu Wang đã sử dụng số tiền do phạm tội mà có để mua các căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền này. Lu Xiaohu phụ trách công việc kế toán, quản lý nhân viên, có hành vi giúp sức cho đường dây hoạt động cho vay lãi nặng do Lu Wang tổ chức. Còn U Chen Chao nhận tiền từ các công ty trung gian thanh toán để trả lương nhân viên và các chi phí cho hoạt động cho vay lãi nặng. Ngoài ra có nhiều bị cáo khác bị khởi tố tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, rửa tiền, cưỡng đoạt tài sản, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra xác định, từ năm 2018 đến tháng 7 năm 2023, các đối tượng đã cho vay lãi nặng với tổng số tiền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền là hơn 5.000 tỷ đồng. Trong 3 ngày, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử vụ án giai đoạn 1 gồm 40 bị cáo, chuẩn bị đưa ra xét xử giai đoạn 2
với 70 bị cáo liên quan, có hàng trăm app cho vay tiền trên ứng dụng của Android và iOS do hoạt động không theo một quy định cụ thể nào, không chịu sự quản lý và kiểm soát của cơ quan nhà nước. Khi xảy ra rủi ro thì các tổ chức tín dụng đen tự xử lý một cách tùy tiện, đòi nợ bằng các hình thức như khủng bố về tinh thần, sức khỏe, đe dọa cả tính mạng, chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp, gây bất ổn định an ninh trật tự và an toàn xã hội. Sự xuất hiện của loại hình cho vay ngang hàng thông qua ứng dụng trực tuyến mở ra một kênh tiếp cận vốn mới, linh hoạt, thuận tiện. Thực tế đến nay chưa có hành lang pháp lý cụ thể nào đối với mô hình trên, do vậy dẫn đến nhiều rủi ro tiềm ẩn, gây bất ổn xã hội, dễ nảy sinh dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cho vay qua app điện thoại, trong đó nhiều khoản vay với mức lãi suất cắt cổ và thủ đoạn đòi nợ còn tàn khốc hơn rất nhiều. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy, đoàn Bắc Cạn cho rằng, đặc điểm của loại hình cho vay này đơn giản, nhanh chóng, không cần gặp mặt và không cần thế chấp tài sản. Người vay chỉ cần gửi ảnh chụp khuôn mặt, chụp chứng minh thư nhân dân, cung cấp số tài khoản ngân hàng. Đặc biệt là phải chấp thuận điều kiện cho các app này là được truy cập vào danh bạ điện thoại. Và nếu chấp thuận các điều kiện này, chỉ sau 10 phút tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của người vay. Kể từ đây, những người đứng ẩn sau các ứng dụng này sẽ có được toàn bộ số điện thoại, tiếp cận Zalo, Facebook của người thân, của đồng nghiệp, của bạn bè, của người vay để sử dụng cho mục đích sau này. Về việc cho vay, trên thực tế, đặc điểm của loại hình cho vay này là số tiền cho vay nhỏ và thời gian cho vay ngắn khoảng 1 tuần. Tuy nhiên, trên thực tế, người vay chỉ nhận được 2/3 số tiền trên hợp đồng vay, còn 1/3 còn lại thì người vay giữ để trừ vào tiền lãi và tiền phí các loại dịch vụ. Hết 1 tuần, người vay không trả được nợ thì nhân viên của app sẽ tiếp tục giới thiệu các app mới để người vay tiếp tục vay để trả nợ cho app trước. Trên thực tế, có hàng chục nghìn người dính bẫy tín dụng kiểu này với số nợ lên đến hàng trăm triệu đồng. Có những nạn nhân đã tâm sự, ban đầu chỉ vay 8 triệu đồng của hai app và khi đến hạn không có tiền trả thì nhân viên của app giới thiệu để vay ở app khác để trả nợ. Đến khi sau 3 tháng, từ chỗ chỉ vay 8 triệu đồng, đã phải vay hơn 200 triệu đồng để trả nợ. Từ chỗ chỉ vay của hai app thì đến nay đã phải vay của 64 app với số tiền lãi và tiền phạt tăng theo cấp số nhân hàng ngày. Có thể thấy là loại hình tín dụng đen kiểu mới biến những con nợ nhỏ thành những con nợ lớn chất chồng những khoản nợ không thể trả nổi. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy nói, không chỉ vậy, cách đòi nợ của nhân viên các app còn tàn khốc hơn cả tín dụng đen ngoài đời. Đòi nợ bằng cách khủng bố tinh thần của người vay. Ban đầu, các app cho nhân viên sử dụng những lời lẽ thô tục, độc ác, liên tục gọi điện cho người vay và gia đình của họ và không những thế còn gọi điện cho tất cả những người có trong danh bạ điện thoại để bêu ríu người vay nhằm gây sức ép trả nợ. Có những nạn nhân đã tâm sự chỉ vì chót vay tiền mà bị khủng bố điện thoại suốt ngày đêm. Có những người đã bị khủng bố bởi 200 số điện thoại khác nhau. Khi biện pháp khủng bố điện thoại không có hiệu quả thì các đối tượng sẽ sử dụng triệt để mạng xã hội. Chúng cắt ghép hình ảnh của toàn thể gia đình người vay, đưa lên mạng ghép với hình ảnh gái mại dâm với những các đối tượng phạm tội khác để làm nhục họ. Thậm chí là có những cháu nhỏ là con cái của người vay, chúng cũng không tha khiến các cháu xấu hổ không dám tới trường. Có những trường hợp thì cha đi vay tiền, nhưng con thì bị lập bàn thờ đưa lên mạng xã hội hết sức độc ác. Và có những người vì không chịu nổi những áp lực này đã tự tìm đến cách giải thoát, như các trường hợp ở Kiên Giang và Tiền Giang. Về thủ đoạn lách luật, theo đại biểu Nguyễn Thị Thủy, theo quy định tại Điều 201 của Bộ Luật Hình Sự, một trong những yếu tố cấu thành tội cho vay nặng lãi đó là phải vượt mức trần lãi suất pháp luật quy định. Tuy nhiên vừa qua thì các đối tượng đã lách luật bằng cách với lãi suất thì luôn để ở dưới mức trần pháp luật quy định, còn lại là dồn vào tiền phí và tiền phạt vi phạm. Và theo quy định của pháp luật hiện hành, pháp luật chỉ khống chế mức trần lãi suất, không khống chế mức trần đối với tiền phạt vi phạm. Mức tiền phạt vi phạm là do các bên tự thỏa thuận. Lợi dụng tâm lý vay tiền online thuận lợi, nhanh chóng, không phải ra ngân hàng làm thủ tục, các đối tượng lập ra các trang trên mạng xã hội như Zalo, Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận các nạn nhân. Tiếp đó chúng sẽ gửi đường link kết nối CH Play, App Store để con mồi cài đặt ứng dụng vào điện thoại và đăng ký tài khoản trên app. Khi nạn nhân đăng nhập app, điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và được đồng ý cho vay số tiền theo đề nghị của họ. Số tiền giải ngân đã được thể hiện trên app, nhưng người vay không thể chuyển, rút được và bị khóa app. Vì do lỗi sai cú pháp, quá hạn mức, sai số tài khoản ngân hàng. Từ đó các đối tượng yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền đặt cọc để mở lại app thì mới giải ngân được. Hoặc chúng yêu cầu nạn nhân mua bảo hiểm khoản vay, đóng tiền phí giải ngân.
Đáng lưu ý, nhiều nạn nhân chuyển tiền nhiều lần theo yêu cầu để được vay, nhưng khi biết bị lừa thì họ không lấy lại được số tiền đã chuyển. Để phòng ngừa tình trạng trên, cơ quan công an khuyến cáo mọi khoản vay, người dân nên liên hệ chi nhánh ngân hàng gần nhất nơi mình cư trú hoặc gọi số điện thoại hotline của ngân hàng để được nhân viên hướng dẫn hoàn tất thủ tục khoản vay. Người dân tuyệt đối không làm thủ tục vay thông qua làm việc với người tự xưng là nhân viên ngân hàng trên fanpage Facebook, website, Zalo, sử dụng hình ảnh logo, hình ảnh mạo danh ngân hàng.